Xin chào các bạn. Đây là video Cribe thực hành đầu tiên với chủ đề về gia đình của Valeria Ngọc Tân. Gia đình tôi gồm 4 thành viên, một tổ ấm nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười, đong đầy yêu thương và hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông rất trách nhiệm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Con gái đầu của chúng tôi, sinh năm 2012, là một cô bé luôn học hỏi và là niềm tự hào của cả gia đình. Con thích đọc sách, khám phá thế giới xung quanh và thường chia sẻ những điều thú vị với chúng tôi. Con cũng là một chị gái luôn yêu thương em trai mình. Con trai út, sinh năm 2016, là một cậu bé tinh nghịch, luôn tràn đầy sức sống và niềm vui. Con luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Dù còn nhỏ nhưng con rất mạnh mẽ và giàu tình cảm, luôn mang đến sự ấm áp cho mọi người. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ những bữa cơm, quây quần, đến những chuyến đi chơi thú vị. Chúng tôi cùng hướng đến việc tạo nên một không gian sống đong đầy tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau, để mỗi thành viên đều cảm nhận được hạnh phúc và sự an yên trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video này.